tiếp thị liên kết là gì? Thì rất là nhiều bà con vẫn còn lăn tăn và thắc mắc hỏi mình, và nếu như mà khi mà mình làm được như vậy rồi có người mua hàng rồi mình phải làm sao? Thì thực sự nó là như thế này, bà con có hiểu không? Một cái cửa hàng A họ bán hàng, họ có thể kiếm khách truyền thông của họ như thế nào, họ làm như thế nào không còn biết, đó là cái cách họ kiếm khách hàng. Còn chúng ta tiếp thị liên kết là cái ở bên này, thì chúng ta giống như một người sale vậy, chúng ta đi kiếm khách hàng về. Bây giờ có anh C đây, anh C anh mua hàng, anh coi cái video của bà con làm là anh mua hàng, thì bà con hỏi là bà con phải làm sao đúng không? Bà con không phải làm sao cả. Khi đó bên A này nó sẽ có báo một cái đơn, rồi sau đó cái bên đây này họ sẽ liên hệ với bên bên C đây, bên A sẽ liên hệ với bên C để mà giao dịch gì đó, rồi đóng hàng chuyển hàng, bộ cung cấp thông tin vô để cho bên bên C được nhận hàng và thanh toán hàng. Rồi TikTok là một người đầu tiên ở đây, là họ tạo ra cái nền tảng TikTok Shop này cho chúng ta tham gia vào, thì sau đó họ sẽ lấy tiền lại của anh A bán được hàng, phần trăm bao nhiêu thì mình không rành. Thì mình có còn cái video là bạn kia chia sẻ là đâu khoảng bạn bán được khoảng 135 triệu tiền hàng, thì bị tiền phí của TikTok tính là khoảng 5 triệu rưỡi ha. Đó là mình coi thôi, mình không biết là cái sự thật đó có hay không. Và hiện tại thì mình đã từng rút tiền một lần rồi, lúc đó mình cái tài khoản mình đang bị cảnh cáo á, mình không biết là bị cảnh cáo rồi mình làm tiếp nữa lỡ có tiền rồi nó không cho rút sao. Thì lúc đó mình mới đợi rút lần đầu tiên thì được khoảng từ 10.000, 10.000 lần đầu tiên mình rút ra thử thì cái tài khoản mình bị cảnh cáo nhưng vẫn rút tiền được bình thường, sau đó mình mới tiếp tục làm nữa. Thì hiện tại bây giờ nếu mà mình là người người B nè, là cái cách thì liên kết mình đang chỉ cho bà con á, mình rút tiền thì sẽ TikTok nó sẽ lấy 1,1% nha, rồi các phí khác cộng thêm nữa là không phẩy mấy phần trăm, không phẩy mấy phần trăm á, là cộng thêm nữa. Thì khi đó chúng ta rút tiền ra thì TikTok ở đây sẽ lấy tiền của anh cửa hàng A bán hàng được nè, lấy cái tiền của anh tiếp thị liên kết nè, sau đó hỗ trợ cho cái người C này thói quen mua hàng ở trên TikTok ở đây, là những người bây giờ mua hàng đầu tiên đó là sẽ được miễn phí ship hay này nọ lặt vặt đó, là cái phí đó anh TikTok anh chịu. Còn anh này bán được hàng được đương nhiên phải trả tiền ra, rồi trả tiền cho cái nền tảng này, trả tiền cho cái anh tiếp thị này, đó là cái quy tắc là như vậy. Nên mà con làm tiếp thị liên kết đó chỉ cần có người mua hàng thôi, và số tiền đó là như thế này nè, khi cái người C này họ mua được hàng thì họ được quyền hỗ trợ đổi trả sản phẩm trong 7 tới 14 ngày, rất là tùy theo cái cửa hàng, đơn vị đơn hàng. Thì sau khi mà họ quá hết cái thời gian đó nữa nha, họ đặt hàng nè, rồi bao nhiêu ngày họ nhận được hàng nè, trong khoảng thời gian 7 tới 14 ngày họ được trả hàng nè, phải hết cái khoảng thời gian đó luôn, thì á cái tiền đó mới chuyển về cho bên đây, thì TikTok nó sẽ tự phân bố hoa hồng qua cho bạn. Nên có những khi một cái đơn hàng á nhanh á, thì bình thường khoảng tầm mà bà con thấy cái dữ liệu ngày đó là ngày hôm đó bán được ví dụ như là 1 triệu đi, thì bà con được 100.000, cái đó rất là dễ làm. Thì khoảng tầm 10 cho tới 14 ngày sau thì bà con mới nhận cái hoa hồng đó. Rồi một câu hỏi nữa là rút tiền, thì khi đó bà con bấm vào cái chữ hoa hồng, nó có chữ rút, bà con nhập vào thì nó sẽ hỏi là cái tài khoản rút tiền là ngân hàng nào, rồi tên sao, đó bà con cứ điền thông tin bà con vào thôi, điền đúng hết rồi sau đó bà con rút rồi nó chuyển tiền về. Cái đó mình đã từng làm rồi, mình rút được 10 ngày đầu tiên. Rồi bà con có thắc mắc gì nữa thì cứ đặt câu hỏi trong phần comment nha.